Quý vị ơi, cái áo này bình thường em bán 150 nghe không? Bữa nay em sale sập sàn cho cả nhà luôn, còn 150 thôi, mua liền đi nghe không? À quên nữa, đây là livestream của trang Bé Bảy Bụ Bẩm, phát sóng lúc 25:61 ngày 32 tháng 13 nghe không? Ai mà lấy cái livestream này phát lại nha, kiếp sau đầu thai làm cái máy photocopy nghe không? Rồi, như mọi người thấy đó nha, cái mẫu mã nhìn qua đó thì mình thấy không có gì đặc sắc, nhưng mặc vô sẽ thấy nó rất là tầm thường nghe không?